Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết các khu vực Lào Cai hôm nay trời nhiều mây, không mưa, một số địa phương vùng thấp trời nắng gắt và khá nóng vào ban ngày. Đêm về sáng có mưa đều khắp, khu vực vùng cao trời lạnh hơn về đêm và sáng. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa, mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to cho các khu vực các huyện Bắc Hà, Simacai, Bảo Thắng. Sau đó, lan sang khu vực huyện Mường Khương, thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và các khu vực lân cận. Đặc biệt, mưa to khả năng xảy ra ở các xã Nậm Đét, Nậm Lúc, Nậm Khánh, xã Bản Liền, Cốc Ly, huyện Bắc Hà, xã Xuân Quang, Phong Liên, Gia Phú của huyện Bảo Thắng. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng để tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.